Thưa quý vị, với hơn 2.000 loại hoa kiển khác nhau, làng hoa Sa Đéc như một bức tranh thiên nhiên đa màu sắc khiến nhiều du khách thích thú khi đặt chân đến đây. Đặc biệt, với sự sáng tạo không ngừng của mình, nông dân làng hoa Sa Đéc đã không ngừng tạo ra những mới lạ và hứng thú với du khách lẫn người yêu cây kiểng. Trong số đó phải kể đến việc đưa các loại rau lên chậu để phục vụ khách hàng. Anh Trần Phước Giàu chính là một trong số những nông dân tiên phong có cách làm sáng tạo, trồng rau xanh trong chậu làm kiểng để bán. Anh Giàu cho biết, với ưu điểm là cây ngắn ngày nên các chậu rau được anh trồng và bán quanh năm. Hiện mỗi tháng anh Giàu cung ứng cho thị trường hàng trăm chậu rau khác nhau với giá bán dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một chậu tùy vào chủng loại và kích thước chậu. Cũng như rau á thì nó trồng nó ngắn ngày nhưng mà cực cái nó dễ bị bệnh. Bệnh như nó kén phân á, phân mình ghim á, nó kén hơn cái mấy loại kia, phải xả phân rồi làm cho kỹ mới được. Còn mấy là ghim vô nó hư. Sử dụng các phân thuốc á, là cũng như sạn sinh học nó chắc cũng như là mà nó ngắn ngày á, với phân với thuốc sâu đồ á, mình cũng phải sử dụng ít lợi để cho bà con tiêu thụ. Thì nói chung là người ta ở thành phố người ta không có đất thì người ta mua mấy cái chậu nhỏ nhỏ người ta về người ta trồng vào chậu người ta ăn thì nó tiện, nó không có chiếm diện tích, người ta trồng ở trên sân thượng cũng được. Rau xanh là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, là nhu cầu không thể thiếu của nhiều gia đình. Đặc biệt là những chậu rau xanh được trồng tại nhà thì sẽ đáp ứng tốt hơn về sự tiện lợi và tính an toàn. Cũng vì lẽ đó mà các sản phẩm rau xanh trồng chậu đã được nhiều người mua đón nhận.